gã chân cô nương nè. Nói chứ nhiều khi tôi nhìn tôi còn lộn nữa, huống chi người khác. Đông quá mà không lộn sao được. Gã chân cô nương là nó sẽ có cái màu cam cam, vàng vàng. Đáng lẽ con này là tâm thể. Trời trời, giật mình. Giật mình. Tập trung cái gì nhiều quá là mình đụng nhảy lên liền nha. Anh vừa ngáo, vừa ngáo, vừa 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 vậy. Ngọc quá vui ơi. Giảm cân nha con. Khoái bị được vuốt quá trời. Cho ôm gì nhọn vậy? Hello quạo. Quạo quạo. Quạo bọ. Bọ ơi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? À đó. Cho trời trời. Nào. Trong khi con của mình vẫn cũng quạo lắm nha. Ờ đó, dẫn cho con nhây chưa. Đứa nào cũng nhường nó chứ. Bốn đứa con nào cũng nhường con ngầu. Con ngầu vẫn rất là quạo. Nó vẫn hồi la làng. La đã đời chửi nhỏ. Nhìn đi. Nó quạo rồi kìa. Trong khi con vui vẫn với thế nhọn là không có con nào quạo nó chứ. Người mẹ đâu mà quá cục xúc. Còn như con heo. Nó vui. Bất lực với người mẹ quá ha, vui ha. Nên đang ngồi nè, đang chơi gì dòi nè. Vui dễ thương lắm. Thấy gì, thấy cậu hay thấy ông gì đều thân thiết hết trơn. Không có những mấy quỷ kia đâu. Không có như ba đứa còn lại. Anh chị trong bốn anh em có con này hòa đồng nhất. Nó vui. Thằng này không có tâm sinh tướng. Trời ơi, thích liếm chủ lắm mà con ơi. Khế nó khoái liếm mèo. Thằng này vừa liếm mèo mà vừa liếm chủ luôn. Bây giờ thấy không? Đưa tay đưa chân là liếm láng hết. Nó vui ha. Sao mà hiền dễ thương mà cái mặt nó chổi dữ vậy trời. Này, thấy nhầu nhọc à. Tôi muốn giỡn với ngầu. Mận quỷ gấu quá trời, ai dám giỡn. Khế là siêu hòa đồng. Trời ơi. Xui xui mà cái ghế sọc một cái là đại ca. Lãnh đủ nha. À không, cái ghế đó chưa cái. À tôi có một cái ghế nó dễ sọc lắm. À cái này không phải. Cái tướng con quạo giống hệt tướng con mèo cái. Kiểu như nó ẻo lả. Ờ đúng rồi, giống con khè. Tướng quạo gấp giống tướng của khè. Ẻo lả mà nó nhanh nhẹn. Leo qua ghế này hả? Trời trời ơi. Mập mà khoái khống quá ha. Thôi vô ha. Cái đùi, cái đùi, cái đùi. À thấy không, mình giỡn á, giờ nhà hiệu. Có dám giỡn mạnh tay với chủ nha quý vị. Cái gặp cái con khác mà bớt bớt. Nó giả nó cạp. Nhu vẻ không có dám giỡn chữ này với nó đâu. Chỉ có vui với chị được vẻ. Bây giờ ngầu. Ngầu số má không vui rồi. Số biểu. Chữ. Nắm kéo xuống chửi nha. Giỡn. Sợ. Thế bẻo ơi. Bẻo. Tướng còn khế như cái lù. Ủa tao kêu khế đâu kêu nhọn đâu mà nhọn nhảy lên. Nhọn chặn gây quá vậy. Hả? Kêu khế mà đâu kêu nhọn. Cái gì? Đại ca. Đại ca bẻo rồi đại ca. Đại ca ơi. Tại bạn thấy nhọn hả? Con mắt nó trợn lên liền. Rồi coi cái sân này kìa.
Một tuần lễ, à không, 5 ngày không quét sân. Lá cây thế này. Nó loạn thần tới nỗi mà nói làm lá cây mà chưa làm. Nói gọi ít ít mèo thì mình còn thoải mái, chứ nhiều quá nó rối hết trơn. Cho con này ăn uống với con kia hay là theo dõi chút xíu là thôi là đúng rồi.